Chào đại gia đình, đây là công ty Toyo Shimoki của anh em chúng tôi khi đi biển đây. Thì cũng có mấy bạn ở công ty khác để chơi. Thì cũng mấy anh em cũng ở chung á, học chung ở cái công ty mà ở học chung cái công ty dạy tiếng Nhật ở Việt Nam á. Giờ qua đây mấy anh em hẹn nhau đi tắm. Nên nay cũng là bữa tập thể đông. Ok, trailer giới thiệu nha. Bên đây là cầu Akashi nè. Cái cầu đằng xa đó.